Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn là mình đang đi nhổ cỏ cho bắp cải các bạn nhé. Đang nhổ cỏ cho bắp cải nè. Mình đang đi nhổ cỏ cho bắp cải đây các bạn này, bắp cải nhà mình. Chỉ là nhổ cỏ các bạn. Đây là nhổ cỏ cho bắp cải đó các bạn nha. Đang nhổ cỏ cho bắp. Bắp cải rồi các bạn nhé. Mình đang ăn quán bắp cải này. Chỉ là nhiều các bạn. Cái đang lên đây các bạn, cái quá thôi thì tốt các bạn. Để chăm sóc bắp cải các bạn nhé. Quá đó các bạn, quá để cho bắp cải lên nhé. Của các bạn nha. Thank you.
Video mình đây là xong nhé. Xin chào tạm biệt các bạn nhé.